Rất vui khi anh em đã quay trở lại với K9. Gần đây những chiếc xe tăng xuất hiện trong phim ảnh lần lượt lên sóng trên kênh của mình. Và trước mặt anh em là chiếc T3485 Rudy. Đây chỉ là T3485 của Liên Xô thôi mà, có gì thú vị? Thân xe thì có chữ Rudy, số hiệu 102, khẩu pháo hình 4 cái bàn tay. Tổ kíp lái thì 5 người. Khoan, tổ kíp lái chỉ có 4 người thôi và chúng ta có một chú chó tên là Zarik. Anh em nghe gì không? Đó chính là tiếng sủa của chú chó Zarik và khi chúng ta ấn vào phần chi tiết. 4 lính tăng và 1 chú chó. Đây là bộ phim truyền hình đen trắng dài tập của Ba Lan dựa theo tiểu thuyết cùng tên. Wow, huyền thoại bất tử đã xuất hiện trong game. Vương Minh đã đưa chiếc xe ấy vào trong game cùng với kíp lái thứ 5, chú chó Zarik. Tất nhiên, chú chó này không bị thương khi mà chúng ta vào trong trận đấu đâu nhá. Anh em yên tâm đi, beta không động vào game của chúng ta đâu. Thôi, nói vậy thôi. Chiếc Rudy này là chiếc xe của Ba Lan nhưng chúng ta có thể đổi quốc gia và bản 1.6.1 chức năng đổi quốc gia đã xuất hiện trên chiếc Rudy. Cái chức năng này thì chưa xuất hiện ở trên những chiếc xe tăng khác như là chiếc Chuba hay là chiếc Mundell. Rất là đáng tiếc đúng không? Quên mình bỏ dở từ bản update đấy đến bây giờ. Chúng ta có thể thay đổi quốc gia, chuyển sang kíp lái của Liên Xô anh em ạ. Và đồng thời luôn, chiếc xe này chuyển thành xe tăng Liên Xô. Chú chó Zarik thì đi cùng rồi, anh em yên tâm đi. Về chiếc Rudy này thì nói thật là mình không muốn đọc quá nhiều thông số của nó đâu. Bởi vì nó gần như y hệt chiếc T3485 của Liên Xô. Còn lại, các thông số về chiến đấu thì nó hơi kém một chút so với chiếc T3485M. Nói kém thì cũng không phải, chỉ là thọt hơn một chút thôi. Anh em biết mà, T3485M xe tăng cày bạc quốc dân ở cấp 6, chúng ta làm sao mà bì được. Về chiếc Rudy này thì có một vài điểm mà mình sẽ lưu ý cho anh em. Đó chính là cái độ cơ động nhá. Độ cơ động của nó thì khi mà mình mang nitro thì phải, đây là mình đang mang nitro đúng không, lên tới 59 km/h. Chứ thực tế thì nó chỉ chạy bằng với chiếc T3485 thôi. Công suất riêng của nó cũng thế. Về cái tầm nhìn của nó thì khá là lẻ, 365m tầm nhìn, khi mà mình mang kính thì lên tới 427. Mình nói với anh em rồi mà, ở cấp 6 chúng ta lên mang kính để có thể tự soi tự bắn làm chủ trận đấu. Mình mang nitro để có thể thay đổi vị trí tốt đấy mà. Chơi T3485 mình cũng hay mang nitro. Nếu anh em cảm thấy chiếc xe này chạy ổn rồi thì hãy mang xoay chở. Mình không muốn nói quá nhiều về cái thông số của nó bởi vì mình đã nói trên chiếc T3485 huyền thoại rồi. Bây giờ hãy cùng mình chơi chiếc Rudy cùng với kíp lái chú chó Zarik nhé. Dự định ban đầu của chiếc Rudy là mỗi lần hiện bóng đèn hay giác quan thứ 6 thì chú chó Zarik sẽ sủa lên cảnh báo cho toàn bộ kíp lái biết. Điều đấy rất là thú vị và giống phim, nhưng không hiểu lý do nào mà Gaming quyết định để lại âm thanh mặc định của game cho chiếc Rudy. Tất nhiên chúng ta có thể thay thế được âm thanh tự chọn hoặc là mod lại chiếc Rudy này nhé. Hồi xưa mình còn nghe cái tin đồn là chiếc Rudy này nếu như gần kẻ địch, tất nhiên không phải vòng tròn hiển thị 50m đâu, thì chú chó Zarik cũng sẽ sủa lên khi chú chó ấy ngửi thấy mùi xăng dầu hoặc là khói của kẻ địch. Rất là hay đấy, nhưng cái đấy thì hơi lợi thế một chút, Gaming không cho vào thì cũng đúng thôi. Rudy, mình đang mang nitro trên chiếc xe này và mình sẽ cố gắng chiếm vị trí K3 ở bản đồ Malinovka. Đây là một trong những cái cánh mà lên nhà kẻ địch tốt nhất, gần nhất. Nhưng có vẻ như không ai đi cùng mình cả. Vậy mình sẽ chiến đấu một mình chăng? Trước mặt mình có chiếc VK luôn, KV1, thêm một chiếc VK3001 nữa. Ba kẻ địch trước mặt, bên trái có cả chiếc Skoda. Xuyên được chiếc KV1 rồi, bọn họ đang tấn công mình. Không ai yểm trợ rồi, tất cả đều đứng ở xa, mình sẽ giao tranh một mình tầm gần. Phá hủy xích của chiếc KV1, anh ta vừa bắn trượt mình. Chiếc VK đang đi ra, anh ta cũng bắn trượt vào xích luôn. KV1, phá hủy xích của chiếc KV1. Đồng đội đâu rồi, hỗ trợ tiêu diệt chiếc KV1. VK và KV1 đang cố gắng tranh nhau ăn mình ạ. Tiêu diệt được chiếc KV1 không? Phá hủy thêm một lần nữa, mỗi người chỉ còn một hit. Hay, STRV vừa tiêu diệt chiếc VK30 và chiếc KV1 đang đi ra. Đi ra với chúng tôi nè. Sau một màn dạo đầu chào hỏi với lại kẻ địch thì mình chỉ còn nửa cây máu thôi, bắn được khoảng 1.001 sát thương. Bây giờ thì đối đầu tiếp tục với chiếc VK3001 ở phía trước. Anh ta đây rồi, lấp sau tảng đá. Không xuyên. Có lẽ mình bắn vào phần manlet thì phải. Anh ta cũng chưa kịp thời kích cò. Mình đang có ý định là giao tranh với chiếc VK30 cho nó xong cái cánh này đi, chứ đứng đây bị giam thì mệt lắm. Anh ta vừa bắn trượt. Mình ngắm hơi tệ một chút, cần phải thu hết tâm. Cơ hội. Lộ gầm, 175 sát thương, anh ta đang đi ra. Anh ta bắn đẩy đạn rồi, 182 sát thương nữa, một phát đạn bắn pixel. Chỉ cần 2 hit nữa thôi là chiếc VK sẽ bay màu. AT8 thì đang cố gắng lên hỗ trợ mình. Có vẻ như mình chiến đấu một mình ở đây, đồng đội cuối cùng cũng nhận ra rằng chiếc Rudy này khá đặc biệt, xuất hiện trong bộ phim. Lên, hãy hỗ trợ anh ta đi.
PK. Ngon luôn, xuyên kìa. 188 sát thương. Anh ta chỉ còn 16 máu thôi. Chiếc T-34-85 bên đội địch thì cũng đã quay trở lại vùng căn cứ để phòng thủ rồi. AT-8 đang xông lên. Tỷ số 3-0, tiêu diệt được chiếc VK không? Vẫn chưa ai bắn được nhỉ. Căng thế. Ăn được không đây? Nắm kỹ. Đây rồi, tiêu diệt luôn. Tỷ số là 5-0. Rất nhanh gọn lẹ. T-34-85 bên đội địch ở trước mặt mình. Chuyển sang bắn Skoda. Mình cứ nghĩ rằng T-34-85 chỉ đứng yên thôi. Hóa ra anh ta cũng đang căn mình anh em ạ. May mà pha vào đồi nảy nạn. M10 RBFM đang cố gắng chạy thoát. Mình đang lên cái vị trí này để xem có bắn được chiếc T-34-85 không. Lên được không đây? Hơi dốc nhỉ. Đi sang bên trái một chút nào. Mình sẽ tận dụng cái bụi ở bên phải để có thể bắn được chiếc T-34-85. Pháo ném. Ai chà chà, Green Day định bắn mù mình hay là mình vẫn đang lộ ta? Hay đấy. Chờ hết choáng rồi lên ạ. AT-8 đang cố gắng dí chiếc Skoda T-25. Hay luôn. Và T-34-85 bên đội địch. Nắm kỹ. Giáp đã không bị xuyên. Hay đấy. Chắc là lẩy đạn hoặc là phần nào nó hơi cứng cứng. Trúng rồi, 180 sát thương. Khá ổn đấy chứ. Chiếc xe này thì chơi y hệt như là chiếc T-34-85 rồi. Cho nên mình không muốn nói lại cách chơi nữa. Anh em chơi kiểu nào cũng được. Cận chiến cũng được, đảo cánh cũng được. Mang đi trồi cứ thoải mái mà chạy thôi. Nhớ mang kính nhá. Chiếc xe này hơi bị mù một chút, chỉ có 365m tầm nhìn thôi. Mình mang kính cũng chưa được mắc tầm nhìn 445. Anh em nên mang kính tím, quạt tím hay các kỹ năng tầm nhìn. May ra mới chạm được vòng tròn 445m. Cơ hội nào của mình để bắn chiếc T-34-85 đây? Lộ. Ngon. Ôi, hai phát đạn liên tục trùng 180 sát thương. Đỉnh đấy. Phát này sao? 180 không? Thân. Hay luôn. Lần này chỉ có 160. Tỷ số bây giờ là 9-0 rồi. Chắc là do màn dạo đầu của mình tiêu diệt được 3 kẻ địch nhanh chóng. Cho nên là đội mình chiếm ưu thế quá nhanh gọn lẹ. Pháo Green Day. Bắn góc nhìn thứ 3, ngắm hơi lâu một chút. Nhưng anh ta cũng bị tiêu diệt rồi. Khởi động trận đấu chưa đầy 5 phút mình bắn được 2.001 sát thương. Không quá tệ như một chiếc Rudy. Mình nhớ không nhầm thì đây là trận đấu đầu tiên mình chơi trên chiếc Rudy thì phải. Mình đứng xa thôi anh em ơi. Ổn định nòng pháo ở chiếc xe này nó cũng không phải là dạng tốt nhất, nhưng cũng không phải là dạng tệ nhất đâu. Mình nghĩ rằng nó cũng đủ ở cấp 6 chơi đấy. Góc nhìn thứ 3, trúng luôn. 188 sát thương. Ê, trong trận đấu này có khá là nhiều sát thương trùng nhau nha. Hai phát đạn 180, hai phát đạn 188. Có vẻ như bộ phim hơi nhập vào chiếc xe này rồi đấy. Bây giờ hãy cùng mình chơi trận đấu thứ hai nào. Trận đấu tiếp theo ở bản đồ Redside, mình sẽ ra vùng trung tâm để bắn tạt sườn những kẻ địch có ý định chạy sang cánh bên dưới. Thực ra là mình có tốc độ nhưng mình không có tầm nhìn. Mình tính đi cánh cơ, nhưng mà thôi, ra vùng trung tâm, một trong những vị trí sở trường của mình, bắn tạt sườn kẻ địch nó ngon hơn nhiều. Đằng nào thì chiếc VK2801 của bên mình ấy cũng đang cố gắng soi những kẻ địch đi xuống dưới này. Có ai không? Đây rồi, Achiu. Trượt, bay hơi cao một chút, mình ngắm hơi nhanh mà. Skoda T25 đứng yên. Ngon luôn. Anh ta đang cố gắng rút chạy sau mô đất. Ngắm nào. Trúng đầu. Ngon luôn. 196 sát thương. Và bây giờ là ARL. Ngon. 212 sát thương. Wow. Hấp dẫn đấy. Cắn trước. Thêm một phát đạn nữa vào chiếc ARL. Tiêu diệt được anh ta không? Hay. Bên địch bất kha khá người ở đây rồi đấy. Achiu. Trúng. Phá hủy xích của chiếc Achiu. Đồng đội ơi, tiêu diệt được không? Achiu đã nút lui. Phát vừa rồi mình phá hủy xích của chiếc Achiu đồng đội mà bắn chuẩn một chút nữa thì anh ta sẽ bay màu luôn. Tỷ số sẽ là 2-0. Nhanh gọn lẹ thật đấy. Trận đấu này thì cũng nhanh không kém bản đồ Malinovka vừa rồi. Mình cũng sẽ đạp đổ cây để tạo thêm cái camo bắn những kẻ địch ở bên sườn. Hai cánh đều tấn công dữ dội. Và bây giờ là Skoda. Anh ta có thể chạy thoát kịp không? Thế phát đạn nữa. Bay màu luôn chiếc Skoda. 2-0. Và bây giờ là chiếc Achiu, anh ta đang cố gắng chạy về. Có vẻ như anh ta thấy bất lợi ở cánh này. Cắn trước. Yes. Double kill. Và bây giờ là chiếc Oni. E8 đang đứng ở nhà. Anh ta không lên vùng trung tâm à? Mình nghĩ rằng rất là khó khăn để bắn được chiếc Oli từ xa đấy. Cả kể mình sử dụng đạn vàng. Bởi vì chiếc T-34-85 có một cái độ xuyên chỉ gọi là ổn ở cấp của nó thôi. Nếu chúng ta bắn ở cấp 7, cấp 8, độ xuyên như thế này sử dụng đạn vàng đôi khi cũng không thể bắn xuyên được kẻ địch cơ. Trực giác chuyển sang đạn vàng, anh em thấy đấy. Dù mình chuyển sang đạn vàng thôi nhưng ngang tháp pháo ở chiếc Oli nó vẫn màu da cam.
Có nghĩa là 50-50. Bắn từ xa mà anh em. Pháo hình xích của chiếc E8. Thế phát đạn nữa được không? Mình lộ rồi. À, lấy đạn này. Anh ta kịp thời bắn mình một viên sau đó rút lui. Bên mình đang có lợi thế rất là lớn. Tỷ số là 4-0 rồi, lãi 4k máu. Mình ra vùng trung tâm chơi luôn. Đây là một trong những cái sai lầm của mình anh em ạ. Mình sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu này. VKD cùng với mình chuẩn bị tấn công vị trí của chiếc Panther. Chiếm thế thượng phong và chiếc Panther đang cố gắng chạy thoát. Một sai lầm ham ăn của mình đây. Panther phá hủy xích của chiếc Panther. Ở lại ăn thêm viên đạn nữa được không? STMU đi lên. Rất nhiều kẻ địch tập trung vào mình. Và tham ăn là một cái tội anh em ơi. Quay trở lại bản đồ Malinovka, vẫn là căn cứ bên trên thôi. Nhưng lần này mình không chạy cánh 1-2 đâu. Có hai lý do lớn. Chính là ở cái trận đấu lúc nãy mình chạy cánh 1-2, không ai yểm trợ mình cả. Và mình mất khá là nhiều máu, chỉ còn nửa cây. Mới có 2 phút đầu tiên mà chiến đấu còn nửa cây máu, thì chắc là về cuối mình sẽ rất là khó khăn để chơi. Tiếp theo nữa là bên địch có tận 4 tăng hạng nhẹ. Nếu mình chạy cánh 1-2, họ có thể soi thấy mình trước, hoặc họ sẽ cắm sai ở nhà, cắm ở cái bụi nào đó mình không thể soi thấy được, bởi vì tầm nhìn của mình hiện tại nó không phải tốt nhất. Cho nên tấn công cánh 1-2 đôi khi cũng không phải là cái phương án tối ưu nhất đâu, dù nó nhanh. Vậy chiến thuật lần này của mình sẽ chạy ra vùng trung tâm, bắn tạt sườn những kẻ địch như thế này, hoặc cố gắng tiêu diệt những tăng hạng nhẹ họ có định chạy soi đội bên mình nhé. Chúng ta vào trước VK3601 khá tốt, vẫn chưa bị lộ. Có vẻ như bên địch khá là ít người ở vùng trung tâm. Chiếc AMD thì lộ rồi, anh ta đang chạy ở vùng căn cứ bên họ. Còn không biết ba tăng hạng nhẹ bên địch thì đứng đâu. OI nắm được không? Mất hình rồi, chiếc Beast đang đi lên. Ngắm bắn chiếc Beast. Lộ gầm. Đạn rơi xuống đất à? Đen thế. Vẫn chưa lộ này. Ba tăng hạng nhẹ còn lại của địch đi đâu ta? OI trúng luôn, ngon, 175 sát thương. Crusader soi, mình thì không soi được rồi. Ở vị trí đấy khá xa. Đây rồi, AMD, anh ta đang quay trở lại vùng trung tâm hồ. Trúng luôn. Chắc là lộ hình rồi. Đúng vậy, ở khoảng cách 2 ô rưỡi thì lộ rồi. AMD hình như chơi stock hay sao ấy. Khẩu pháo với lại tháp pháo đều stock hết. Nên mình nghĩ rằng anh ta có cái tầm nhìn không tốt. Trượt rồi. Pha vừa rồi đáng lẽ mình cần phải ngắm kỹ hơn. Đừng để anh ta chạy thoát anh em ơi. AMD đang chạy thoát kìa, một hit nữa thôi. Chiếc Beast đang đi xuống hồ. Nếu như để chiếc Beast chiếm vị trí D5, D6 sẽ rất là khó khăn cho bên mình. Tiêu diệt chiếc Beast. Ngon, phát nữa, hay. Chiếc Beast vừa bay bầu luôn. Và chiếc Hellcat, bắn được không? Lùi lại ngay thôi. Hellcat cũng đi xuống dưới rồi. Anh ta nấp sau mô đất. AMD thì hình như anh ta không quay trở về vùng hồ nữa, mà anh ta sẽ có ý định lên trên này. Căng đấy. Mình vừa soi thấy chiếc VK hay là chiếc Crusader soi ta? À mình soi anh em ạ. Đây rồi, chiếc AMD. Anh ta có ý định chạy cái vùng D5, D6 này. Chuẩn bị căn trước chiếc AMD nào. Để anh ta chạy qua đây soi thì mệt lắm. Hay thật đấy. Mình cứ nghĩ rằng mình không soi được chiếc VK36 cơ. Đây rồi, AMD căn trước. Bay màu luôn. Chưa lộ anh em ơi, chưa lộ. Uầy, AMD bị mù hay là kíp lái của anh ta có vấn đề nhỉ? T150 thì đi láo quá. Soi thấy chiếc VK đi lùi. Ô, chơi ở vòng cấp thấp thú vị thật đấy. Bên mình thì có ông đi ra giữa đồng để cho trên đồi và bên này bắn. Còn bên địch thì có người lại đi lùi. Thú vị. E8 bắn nào. Trượt rồi. Đáng lẽ mình cần phải căn trước nhiều hơn. Anh em có thể sử dụng đạn ABCR với vận tốc 1200m/s để bắn những kẻ địch ở xa, khá là chuẩn đấy. Check vị trí Hellcat. Không bị lộ. Chứng tỏ cái vị trí F6, F7 ấy, của bên địch không có ai đứng cả, hoặc họ đang đứng ở dưới. Mình có một cái quyết định như sau, là cũng chạy lên cái vị trí đối diện E7 anh em ạ. Cái vị trí E7 đấy mình có thể tận dụng để hun down bắn những kẻ địch, hoặc là soi cho đồng đội. Bắn trước thêm một viên nữa xem có ai không. Không bị lộ, chứng tỏ không ai cả. Đi nào. Vận tốc của mình cũng khá là nhanh để chiếm cái vị trí trước mặt. Bên mình thì đang có lợi thế rồi. Hóa ra 12T lên đồi. Còn Super Chaffee nữa thì chưa thấy đâu. Bên địch hay thật đấy. Nhô lên soi nào. E8, cơ hội tuyệt vời của mình để bắn anh ta. Trúng luôn. Tuy nhiên chỉ được 163 sát thương. Pha vừa rồi đẩy thiệt hại tốt thì anh ta sẽ bay màu.
Lộ rồi. Cứ từ từ thôi, chiếm cái vị trí này không vội được. Cái vị trí E7 đối diện này này, nó không tốt bằng vị trí D5, D6 bên trên đâu. Ôi, KV2 đứng trấn thủ vị trí tảng đá E9 cơ. Thế này thì khó khăn cho mình rồi. Anh ta đứng căn như thế này thì mình mà thập thò lên một phát chắc bay màu mình mất. Ái chà chà, MV304 ngắm mình nha. KV2, một phát đạn slap shot khá tốt. Anh ta cũng bắn trượt luôn. Thú vị thật. Tại sao cái vị trí E7 này nó không tốt bằng vị trí D5-D6? Bởi vì chỗ này nó khá là thoải và ít cái mô đất để chúng ta nhô lên soi kẻ địch ấy. Mình có thể nói cho anh em như thế này nhá. Đây, cái vị trí này này, chúng ta muốn đi lên này, nhìn mình đi lên này. Đó, nó rất là dốc. Còn bên này thì sao? Rất là thoải. Chúng ta đi lên rất là ít khi bị kẻ địch bắn. Còn nếu mà mình đi lên ở vị trí này sẽ rất là khó khăn và mình cần phải trườn người qua, trườn người qua cái chỗ thoải này thì mình mới có thể đi lên được. Bằng không thì rất là khó khăn. 5-9-16, cơ hội. Hay quá, trúng luôn. Bắn được thêm viên đạn nữa không? Uầy, T-3485 bên đội địch ở nhà kìa. Rút. Đáp trả lại, không trúng thì thôi. Càng đấy, bên địch đang phòng thủ ở nhà. Càng nhè, bên mình chiếm được đồi rồi ấy chứ. Đang cố gắng bắn xuống. Mình thì vẫn hold down vị trí này thôi, xem chiếc Hellcat ở đâu. Check nào, nhô lên, ngồi xuống. Lộ hình, Hellcat anh em ơi. Hellcat vẫn đang đứng ở vị trí E9 E0. Càng thật. Giáp của chiếc Rudy ấy thì nó không tốt bằng chiếc T-3485M rồi. Tháp pháo của nó chỉ có 45mm thì phải. Trong khi đó chiếc T-3485 hình như là dày hơn. Chúng ta thi thoảng lấy được đạn tốt hơn. Lộ. Căng nhở. Hellcat đứng kiểu gì mà soi thấy mình mà mình không soi thấy anh ta. Được lắm. Đây rồi, 5-9-16. T-3485 luôn. Dừng lại bắn chiếc T-3485 nào, ngắm kỹ. Trúng rồi. 205 sát thương, thêm viên đạn nữa được không? Anh ta rút lui. Bên mình thì vẫn đang có lợi thế về tầm nhìn. 3 tăng hạng nhẹ, cứ thoải mái thôi. Bắn mù. Không biết có trúng được chiếc T-3485 không? Anh ta còn 500 máu đúng không? Chút nữa anh ta mà lộ ấy, mà mất máu thì chắc là bắn mù của mình trúng đấy. Thêm phát nữa được không nhỉ? Hay quá. Cứ bắn mù thôi. Trong cái lúc này mình chẳng biết làm gì cả. Bắn mù kẻ địch thôi, biết đâu lại ăn được thêm. Không, mình không bắn xuyên chiếc T-3485 bên địch phát nào cả. Cứ tưởng bắn xuyên được phát nào thì ngon. Nhô lên nào. Xem chiếc Hellcat còn ở đây không. Lùi lại luôn, để phòng mất máu. Không bị lộ anh em ạ, chứng tỏ chiếc Hellcat không còn đứng vị trí đối diện của mình nữa. Anh ta chạy vào trong rừng à, hay là sâu hơn rồi để phòng thủ. Bởi vì bên đồi sắp đẩy xuống rồi. Bên đồi bên mình chuẩn bị đẩy xuống. VKM, khoảng cách 400m. Ngắm. Trúng xích luôn, tuyệt vời. Tiêu diệt chiếc VKM được không? Đây rồi, ngon luôn. Và chiếc Hellcat. Anh ta nhìn mình chưa? Anh ta chưa nhìn thấy mình. Ồ, hay thật đấy. Chắc là cái cây trước mặt che đi. 12T. Rồi bỏ đi. Được rồi, bây giờ mình, tổ kíp lái và chiếc Rudy sẽ xông vào soi cho đồng đội. Đội chuẩn bị bắn hỗ trợ mình nào. Tận dụng tảng đá phía trước. Chẳng còn gì để mất cả anh em ạ. Mình muốn vào chiến đấu những giọt máu cuối cùng. Chứ bây giờ chần chừ thì lâu quá. FV, một hit nữa thôi là bay màu. Cabin, pixel luôn. Và bây giờ Hellcat 12T bên phải. Phát đạn vừa rồi chiếc 12T bắn trượt mình. Và mình chưa bay màu. ARL đang chạy ra bắn mình. Trúng rồi. Còn chiếc Hellcat nữa. Bên thì chỉ còn 2 người thôi. Hellcat cắn trước. Trúng rồi. Thế phát đạn nữa được không? Hellcat vừa bay màu. Chiếc 12T bắn mù. Ngon luôn. 5 mạng. Giá như pha vừa rồi mình tiêu diệt chiếc Hellcat hoặc là tiêu diệt được ai đó thì mình sẽ lấy được Top Gun. Trận đấu này hình như mình bắn được khoảng 2.300 sát thương thì phải. Nói chung Rudy chơi cũng được, nó chơi không khác gì chiếc T-3485. Nhưng lựa chọn quốc dân nhất vẫn là chiếc T-3485M. Nó đầm tay hơn, hỏa lực của nó nạp đạn nhanh hơn, sát thương trung bình mỗi phút cao hơn. Giáp của nó có thể chơi hun đao một chút được, lấy đạn kẻ địch tốt hơn nhiều so với chiếc T-3485 hay chiếc Rudy.
thành tích của mình chơi trước Rudy thì cũng chỉ đâu đó trên dưới 2.000 sát thương trung bình mỗi trận thôi. Nó cũng không cao và mình cũng không thích nó bằng chiếc T3485. Nhưng mình không đánh giá thấp nó nhá. Nó chơi y hệt như chiếc T3485 trong sơ đồ công nghệ vậy. Nên nó vẫn là một trong những tăng hạng trung cấp 6 ổn áp để chúng ta có thể cày kíp lái. Mà chưa kể nó cày kíp lái được cả hai quốc gia nữa. Dành cho những anh em nào tiết kiệm tiền, không có tiền mua hai xe tăng quốc gia. Thì đấy, Rudy. Không biết là sau này quân mình có làm ra nhiều chiếc xe tăng thay đổi quốc gia như thế này không, nhưng mà mỗi mình nó đang độc quyền như thế này thì đúng là thú vị thật. Ngoài ra thì nó cũng dựa trên một bộ phim có thêm chú chó Jarik. Giá như chú chó Jarik này chiến đấu trong trận đấu cùng với chúng ta như mình kể ở đầu video ấy thì vui, nhưng mà chủ yếu chú chó Jarik này làm cảnh thôi anh em ạ. Nó không có gì đặc biệt trong trận đấu cả. Khả năng cao quân mình cũng tránh làm bị thương nó trong trận đấu. Chứ nếu mà bị thương nó trong trận đấu ấy, hoặc là xe tăng bị tiêu diệt ấy, thì vui mình sẽ gặp vấn đề với beta đấy. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc Rudy T3485 Rudy, bộ phim truyền hình của Ba Lan? Anh em nào biết thêm về những bộ phim có những chiếc xe tăng xuất hiện trong game thì đừng quên bình luận phía bên dưới để mình lên kế hoạch làm nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Bye bye.